Sư Minh Tuệ đó là ngài đi ngược lại cái sự tu của thời đại bây giờ, là người ta ăn mặc xinh đẹp thì sư ăn mặc đơn giản nhất, nhưng mà chính vì cái đơn giản đó cho nên hàng triệu người quý mến, chính vì cái sự đơn giản đó mà hàng triệu người rung động gơ lệ, cũng chính vì chiếc áo đơn giản nhất mà lại được bầu chọn là chiếc áo đẹp nhất là hiện nay. Chính vì đẹp nhất nên ta mới thiết kế làm cái áo thun, làm cái nón kết, làm chiếc đầm, hay là làm những cái sự yêu thích. Cho nên cái y phấn tạo đó của sư Minh Tuệ là chính vì thế mà được lan tỏa, tức là năm châu thế giới và các tôn giáo người ta mặc vào người ta cảm thấy ấm áp, yêu thương, gần gũi. Như vậy thì những người mà nói là sư không có làm lít cho ai đó, thứ nhất là họ ganh tị với sư Minh Tuệ, hen. Cái ganh tị là gì? Thấy sư có nhiều người yêu mến ca tụng, còn mình đó thì người ta không có ngó ngàng tới, cho nên đem lòng ganh ghét, ganh tị. Cái đó là cái tâm phàm của quý vị, nhớ kỹ nha. Bị háo thắng diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời gì, vậy nên tình nghĩa xe lơ đâu gần gũi mà tường giữ lý. Cho nên hôm nay cũng như các sư thầy nói, nếu mình tu như vậy thì mình không độ được ai, mình tu như vậy là mình không giúp được ai, mình tu như vậy là mình không làm ích cho ai. Mình tu như vậy thì ai dịch kinh viết sách đó là ai, đó là giúp, đó là xã hội nhân dân. Xin thưa quý vị, sư Minh Tuệ giúp rất là nhiều xã hội. Ủa ngộ vậy, giúp cái gì? Giúp ở đây là giúp cho người ta cải thiện, giúp cho người ta tức là không còn tranh đấu, giúp cho người ta không còn sân si, giúp cho người ta không còn ích kỷ, giúp cho người ta không còn nhân ngã. Mà khi con người ta không còn sân si, không còn phân biệt, không còn nhân ngã đó, thì chính cõi ta bà này nó biến thành cực lạc Tây Phương. Đó, thật tình thương mới đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa nơi gây gỗ kêu phút chốc trở nên hòa. Thật tình thương đặt nơi chốn người ta, người ta ấy sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Cho nên chúng ta tu là mình tìm cái gì? Mình tìm cái chân lý, mình tìm cái sự an vui, mình tìm cái sự giải thoát, mình tìm cái sự an lạc, mình tìm cái chân thật. Chính chỗ này là sư Minh Tuệ xuất hiện, là đem đến cái chân thật, cái an lạc, cái giá trị đạo đức tốt đẹp mà chúng ta dù có tu hoài đi nữa mình cũng không tìm được. Tại vì mình chấp vào hình tướng, hen, mình chấp vào âm thanh, rồi mình chấp vào tức là chức vị đó, mình chấp vào vấn đề chùa chiền, mình chấp vào vấn đề là tượng Phật nhân dân. Chính vì thế mà mình không thấy được cái giá trị đạo đức ở bên trong. Cho nên sư Minh Tuệ hoàn toàn ra đời là một cái sự giản dị, gần gũi, yêu thương. Nếu để nói tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình thấy rằng cái sự sư Minh Tuệ đó là nói cho người ta dễ hiểu nhất. Một là cái của sư không có bài âm thanh sắc tướng, cũng không có nghi thức, mà cũng không có câu nệ. Cái giá trị tu là cái giá trị mà chúng ta làm sao giữ giới lực, gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật, lời Đức Thầy đã cho biết, hay là điều còn yếu, giữ giới lực hàng ngày. Mà Đức Phật khi xưa ngài cũng cho biết là lấy giới lực làm thầy. Như vậy thì giới lực chính là thầy. Tu mà giới lực không hành, tu cho đến chết không thành Phật tiên. Tu mà giới lực để nguyên, tu cho đến chết cũng khiên ra gò. Tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản chi bất tu đạo diễn hồ tai. Cho nên hôm nay người ta tôn, người ta quý mến sư Minh Tuệ, ta cho là Phật tái thế hay là Bồ Tát hiện đời, hay là bậc thánh nhân, hay là bậc thánh tăng gì đó, là cũng không sai đâu quý vị. Bởi vì Phật chính là ở trong tâm chúng ta. Người nào mà không có hơn thua, không có nhân ngã, không có sân si, không có ganh ghét, không ích kỷ, thì ngay lúc đó người đó chính là Phật ở cuộc đời này. Nhưng mà nếu không khéo mình lại hiểu sai là Phật là những cái gì đó nó khác lạ. Thí dụ có hào quang, có ánh sáng, có thần thông, có phép thực. Rồi chúng ta lại đòi hỏi là có tâm, là thăng tứ chí, ngũ nhãn, lục thông, thế này thế nọ đó. Cái đó chỉ là một cái tên rồi thôi quý vị. Nhưng mà nói tóm lại là cái tâm vị này là từ bi bác ái. Và cái chí người này rất là sáng suốt.
Mà cái sáng suốt ở đây tức là những cái ứng dụng của quý vị này đó hoàn toàn nó hợp chân lý. Mà cái chân lý này khi nói giảng thuyết ra là chúng ta cảm nhận hiểu đúng và mình hành được. Chứ bây giờ nếu mà nói cao siêu quá thì mình cũng chả hiểu cái gì. Quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra mỏ chuông bài độc tụng đó là chứ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Cho nên cô bác mình có đồng ý là khi mà sư Minh Tài xuất hiện đó thì từ lời nói của sư là chúng ta nghe tới đâu là mình hiểu tới đó. Đúng quý vị, mình nghe tới đâu là mình cảm thấy mát lòng mát dạ tới đó. Và cái tâm linh của sư nó rất là màu nhiệm, đức độ rất là cao lớn. Thế nào là màu nhiệm, thế nào là cao lớn? Một hình ảnh của một vị sư đầu trần trang đất và đi khắp thực quá duyên, không có tiền bạc, chỉ có tam bi nhất bát, nhưng mà lại được hàng triệu người rơi lệ khi nhìn đến là điều rơi nước mắt. Thì đó chính là cái đức độ, cái tâm linh của sư. Và cái sự chiêu cảm nó rất là nhiều người, phải nói tới hàng triệu người luôn, không phải là một hai người nữa, được nằm chiêm bao thấy được hình ảnh của sư Minh Tệ. Cái đó là cái gì? Là những người có căn duyên. Nhưng mà có nhiều người nói Phước Kim ơi, tại sao rất là nhiều người mến sư mà tại sao rất là nhiều người cũng bài bác chống đối? Xin thưa quý vị, bởi vì cái sự bài bác chống đối là gì? Cái sự ảnh hưởng của sư đó xuất hiện, nó làm gia chạm và ảnh hưởng cái uy tín, cái địa vị và cái quyền lợi của người khác. Chứ không phải là cái gì, sư không tổn hại ai, nhưng mà những người mà đi ngược cái chánh pháp, đi sai cái giáo lý đó là bắt đầu họ thấy khó chịu. Nếu thầy ngày ra đời ngày chỉ biết là những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh tính mà ngồi mà nghe đó. Như vậy thì hay là bị háo thắng diệt người không thấy, còn mãn lo dèm xỉm nhiều lời gì vậy, nên tình nghĩa xe lơ đâu gần gũi mà tường giữ lý. Chứ bây giờ sư chỉ là một cái người tu thôi, cũng không có đụng chạm, mà cũng không có phân biệt, cũng không có kêu ghéo bất cứ ai. Nhưng mà tại sao á, khi mà sư xuất hiện thì lại có rất là nhiều người lên rất là chê bai chỉ trích. Quý vị thấy không? Có những vị sư thầy hay là các chùa chiền họ lên mạng họ nói đi theo cái người mặc áo gách, ta kêu là thằng luôn đó chứ không phải là người nữa, là đó đi gục hết. Rồi thằng ba trợn, rồi đó là nói sư không có tu giới lực. Nhưng mà hôm nay tìm hiểu ra thì cái người mà giữ giới lực tinh nghiêm nhất hiện giờ này, xin bảo đảm với quý vị luôn, đó chính là sư Minh Tệ. Ngài có năm giới, có là thập thiện giới, có tỳ kheo giới, có lục độ vạn hạnh giới, và có tam tụ tịnh giới, và còn có 13 giới hạnh đầu đà nữa. Phải nói là cái bộ không hay, nói tới đây ốc nổi luôn, găng mình luôn. Bởi vì những vị mà mến mộ sư đi theo đó, cho dù có phát nguyện hạnh đầu đà thì chỉ có tam y nhất bát, hay là đi khất thực ông chân cái bát, hay là ăn chức ăn trong khi mà ngồi đứng lên là xả giới, hay là ngủ nhà quan nghĩa địa bóng cây, hay là tự mai y, hay là tự sinh nó là từng nhà. Nhưng mà còn một cái giới cuối cùng chưa có ai có thể vượt qua và làm được, đó là ngủ ngồi. Quý vị thấy bao nhiêu đó là quý vị thấy là sư Minh Tệ đã tu hành nhiều kiếp, không phải mới hiện đời này. Nhưng mà sở dĩ nhiều người chống đối bò nhỏ là vì cái nồi cơm điện, cái gương chiếu yêu của sư nó chiếu bất cứ người trong đạo hay là ngoại đạo, hay là người tu hay là người không tu, ai còn sân si, ai còn ích kỷ, ai còn tật đố, ai còn ganh ghét thì bắt đầu nó chiếu hết. Tự mình đó là khai ra, tự mình lộ ra, tự mình nói ra, rồi mọi người đều nhận biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chánh, cái nào tà, cái nào trơn, cái nào giọng. Xin thưa quý vị, thì mình thấy rằng Phước Kim cảm nhận rằng, thí dụ bây giờ sư Minh Tệ xuất hiện đi, ồ có một cái vị sư tu hành hay quá, giỏi quá, thì mình cũng tu, nhưng mà sư cũng tu, nhưng mà thí dụ sư tu hơn mình thì mình khen thôi, phải không quý vị? Chứ có gì đâu mà mình thấy là khó chịu. Nhưng mà nói chứ cái khó chịu là gì, xưa nay cái bản ngã mình nó quá cao.
Vì lúc nào mình thấy mình cũng hơn mọi người à, mà người khác được người ta khen là mình khó chịu. Chính vì chỗ này cho nên mình tìm cách hạ bệ, mình tìm cách nói xấu, rồi mình tìm cách môi móc chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Nhưng mà nói thật với toàn thể cô bác, anh chị em, quý vị Phật tử đó, cho dù họ càng nói xấu, họ càng môi móc, cái uy tín, cái đức độ của sư huynh đệ nó không giảm mà nó càng tăng thêm. Nghe quý vị, tại sao vậy? Vì cái môi móc đó là vì bản ngã, cái môi móc sân si đó, cái đó là vì ích kỷ mà ra, chứ không phải vì Phật pháp. Thí dụ bây giờ có nhiều người chê cái chuyện tu của sư huynh đệ. Thứ nhất, tại sao tu mà không ở một chỗ, không ở trong non trong núi mà tu mà đi ra ngoài, đi hết nhà này tới nhà nọ đó, cô bác thấy không? Thì thứ nhất là cái người tu mà hiểu như là quá sai lầm, quá sai lầm. Bởi vì nói về Phật là có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là bản thân mình giác ngộ, hiểu biết được chánh pháp, biết được là khổ không vô thường, vô ngã, bất tịnh nhân gian đó. Nhưng mà mình hiểu được rồi, mình giác được rồi, mình biết cái khổ rồi, mình biết Phật pháp là yên vui rồi, thì mình đem cái tốt đẹp này mình truyền đạt, mình hướng dẫn người khác, cái đó gọi là giác tha. Giống như mình ăn được no rồi, mình muốn người khác được no, mình tốt đẹp, mình hạnh phúc, muốn người khác được tốt đẹp, hạnh phúc, thì cái đó gọi là giác tha. Cho nên chỗ này trước đó sư huynh đệ đã giải thích rồi. Nếu mình có nồi cơm mà mình chỉ ăn riêng cho mình thì không bằng đem nồi cơm mà cho nhiều người khác ăn. Cho nên như vậy mà sư đi quá duyên, đi khất thực, sư nói là không phải vì miếng ăn mà vì để gieo duyên, để độ chúng sanh. Giống như Đức Phật 49 năm hoằng hóa độ sanh thì ngày đi hết chỗ này đến chỗ khác, chứ Phật không bao giờ ở một chỗ. Nghe có cha, cho nên những người theo Phật mà còn chấp chỗ này, còn phân biệt chỗ này, thì những người đó hoàn toàn hiểu sai chánh pháp. Quá đơn giản, bởi vì ngồi niệm mãi niệm cho tới chết cũng không thành chi hết, mà mong Phật là tả đục hủ sông sang Tây cứu thế mà sang Đông độ đời. Vậy thì Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh giải gắt tinh tường. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Cho nên các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi mà dẫn nhớ chúng sanh. Còn mình tu mà mình nghĩ cho mình giống như là mình trốn tránh hay là mình né, thì chẳng khác nào là mình là trốn cảnh sao? Mình không có đối diện. Mà sư nói là sư đến từng nhà từng người để coi cái tâm mình còn tham, còn sân, còn si, còn ích kỷ, còn nhân ngã, còn phân biệt hay không. Quý vị ông, dù cho người ta có đi theo sư cả ngàn, cả chục người, thì sư vẫn tự nhiên đó, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay đó. Còn các vị khác hiểu một cách sai lầm là mình tu là mình né tránh, không gia chạm với ai. Nhưng mà cái đó chỉ là vì bản thân mình thôi quý vị. Nhưng mà họ đem cái này ra họ bắt lỗi sư bên tệ đó. Thì quý vị thấy sai không? Sai hoàn toàn luôn. Mà không riêng một người mà rất là nhiều người, cho rằng Ngài Ca Diếp cũng đi ra khất thực xong rồi trở vô rừng tu, chứ không có đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Sai hoàn toàn. Tăng đoàn của Phật 49 năm không bao giờ ở một chỗ. Đức Phật từ cái ngày thành đạo xong thì 49 năm, tức là Phật đi dân du thuyết pháp, cuối cùng mới đến đó là cái là thành phố Câu Thi Na, cái rừng đó là Sa La Song Thọ, nhập Niết Bàn quý vị đó. Cho nên Đức Phật cũng cho biết là khi mà các vị đệ tử chứng A-la-hán đó thì mỗi người phải đi một nơi, chứ không ở chung là gì. Vậy là vì chúng sanh có nhiều người chưa hiểu được chánh pháp, chưa giác ngộ được, cho nên cái bổn phận người tu là phải là thức tỉnh những người còn mê muội. Cho nên vậy mà Đức Phật mới nói nè, các ngươi muốn đền ơn ta ư? Bây giờ mình nói mình quý trọng Phật, mình muốn đền ơn cho Phật, thì Phật nói nè, giáo pháp của ta đó, hãy cố mà học đi, hãy cố mà hành đi, hãy cố mà truyền đi. Những sự tán thán cúng dường ta không bằng đem giáo pháp của ta mà đi quảng bá. Vậy thì mình đã gặp con thiền bát nhã của lý nào ích kỷ tu thân? Phật tổ xưa còn ở nơi chằng, Ngài gán sức ra công hoằng hóa nền đại đạo mới lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Nên Đức Thầy cả đời Ngài cho biết là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng nè, giới tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi mà tới vô lượng. Vậy thì ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ bàn. Đó, cái công ơn của Phật đã giúp cho mình khai mở được trí óc sáng suốt, biết được chánh tà trơn vọng, thì bây giờ mình phải
hiệp cùng nhau để rồi truyền bá kinh lành. Đó, kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, đó, tỉnh hồn bá tánh dắt sầu miên. Hỡi ai nấu chí theo thầy tổ mà kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Đằng này các sư thầy tu mà hiểu sai, đó, nhận định rằng tu ở chỗ đi chỗ này đi chỗ nọ, chi cho người ta quay phim chụp hình đưa lên. Ủa, cái chuyện đó liên quan gì quý vị? Nếu như thật sự mình tốt ăn thì để cho người ta là cứ việc là khen tặng nêu cao có sao đâu. Nhưng mà trái là nếu mình xấu người ta dặn chơi nghe quý vị. Nhưng mà mình đừng có quan tâm là xấu với tốt khen chơi thôi, mà phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Thì cái điều này là sư Minh Tuệ đã làm được, nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Rồi bây giờ lại bắt lỗi cái giới lực của sư Minh Tuệ đó là nó không đúng thời kỳ của Phật. Chứ là cái hạnh tu này là khổ hạnh, là ép sát. Thì quý vị thấy không, cái chuyện đơn giản nhất, cái người không phải là xuất gia, không phải là cái vực nghiên cứu cũng hiểu được cái nào đúng là sai. Nhưng mà những vị lại học thông hiểu rộng có bằng tiến sĩ mà họ đưa ra nó sai lầm hoàn toàn. Thứ nhất là cho rằng sư Minh Tuệ không đủ đó là tư cách là một vị sư, là một vị tu sĩ. À, nhưng mà từ buổi đầu thì sư đi thì chưa nói là thư, không phải là sư là thầy, không đại diện cho tăng ni chùa chiền, mà chỉ là người công dân Việt Nam học theo cái chánh pháp của Đức Phật Ca Mâu Ni và phát nguyện là cái hành đầu đà. Nên là trong thời mạt pháp ám u bỗng xưng một bực chân tu lạ thường, xin ăn một bữa giữ lời, tiền cho không nhận mặt thờ nói điên, hằng ngày đi bộ chân chiên từ nam ra bắc, không tiền không xe, đêm đêm thì thiền tại đầu hè, nhà quan nghĩa địa bụi che ngủ ngồi, người đời xúm lại ôi thôi. Nghe thầy giải đáp một hồi tỏ phân, cuộc đời là kiếp phong trần gán tu thì được nhàn thân về già. Rồi mọi người giữ giới tại gia, sát sanh trộm cắp đường tà chớ nên, người đời xúm lại hỏi tên, sư xưng Minh Tuệ con bên đầu đà. Vậy thì Minh là sáng suốt, như Tuệ là không có ngăn ngừa, tức là ý chỉ cho Minh Tuệ là trí tuệ, là thông suốt, là không có bị là chướng ngại bất cứ cái gì. Đó là tượng trưng cho chánh pháp, là chân lý, là ánh sáng mà phát nguyện cái hạnh đầu đà. Mà cái hạnh này đó thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật ca tụng khen ngang. Đây Đức Phật nói nè, ai tán thán cái hạnh đầu đà là đang tán thán ta, vì ta luôn tán thán ca tụng hạnh đầu đà. Còn ai mà chê cái hạnh đầu đà đó là đang, tức là đang phỉ báng ta. Vậy thì quý vị thấy là ai mà tán thán cái hạnh này là đang tán thán Đức Phật. Nên chúc mừng của bác mình, ai mà quan ninh, ai mà khen tặng, ai mà quan hỷ, ai vui vẻ, ai mà thích đó, quý vị cũng đang tán thán Đức Phật, Đức Phật cho biết. Còn nếu ai mà phỉ báng cái hạnh này, chê bai cái hạnh này, chê bai cái tu này, giống như là phỉ báng Đức Phật. Vì Đức Phật luôn tán thán và ủng hộ cái hạnh tu này. Nhưng mà các sư thầy, một số sư thầy nghe, thì khi mà thấy hình ảnh của sư đó thì bắt đầu họ công kích, chứ những không đón nhận mà họ còn chê bai. Mà bây giờ ai mà khen sư Minh Tuệ thì bắt đầu họ ghét lây luôn. Quý vị thấy rồi đó, sư Minh Đạo khen sư Minh Tuệ thì bị kỷ luật. Rồi bây giờ nói bản thân phước kia của vậy thôi, cũng có nhiều người không thích, cho rằng đó nó tu cái gì mà xúm nhau là lại là ca tụng. Đó, người ta miệt thị nó kêu thằng luôn quý vị. Ta cho rằng tu như vậy là có hay ho gì đâu, chẳng qua chỉ là đi bộ thôi. Xin thưa cô bác chị em, nếu ai đó đi bộ thì cũng không có cái gì để gọi là tán thác nha. Nhưng mà cái quan trọng là cái đi bộ này như thế nào người ta mới quỳ lại. Cái đi bộ của sư không phải đi bộ như người tầm thường. Đi bộ mà có giới lực nha, nhớ kỹ nha. Cái đi bộ của sư là không có sân si nha, không có khinh khi biệt thị, và cũng không có phân biệt, cũng không có nhân ngã. Mà sư lúc nào cũng là nhỏ lớn gì sư cũng đều xưng con. Có ai làm được gì chưa? Và đặc biệt cái đi của sư đó nghe là không xin ai một đồng xu một cát bạc, mà chỉ xin ăn một bữa giữ lời nghe quý vị. Tiền cho không nhận mặt thờ nó đi. Nếu qua 12 giờ chỉ là uống nước, không bao giờ nhận vật thực gì của ai.
mà cái đi này là hoàn toàn chỉ của tam y. Như vậy thì nếu ai đó đã chê bai chỉ trích, nói thật luôn cộng đồng mạng và tất cả quý vị yêu mến sư Minh Tuệ, nói quý vị giỏi bước ra rồi đi bộ giống như sư Minh Tuệ nghe. Nhưng nhớ nghe, đừng có tham tiền nha. Người ta cúng cái chùa cũng đừng có nhận, người ta cúng miếng giường cũng đừng có nhận nghe. Bởi vì rất là nhiều người muốn cúng giường cho sư, cả bát vàng luôn sư cũng không bao giờ ngó nghe. Cái có một anh thành phố Mạnh Thường Quân cúng cho miếng giường là hai mẫu luôn để mà cắt, sư đâu có nhận. Rất là nhiều người muốn là tặng cho sư cả cái chùa hay là một cái gì đó vân vân, tâm ý chưa, nhưng mà sư không. Đó là cái hạnh tu của sư là không có chùa chiền và cũng không có tiền bạc. Cho dù mình có muốn tặng cho sư cái y áo mình đã mai sẵn đó thì sư cũng không nhận luôn, vì cái hạnh tu này là phải lụm từ miếng vải người ta bỏ rồi tự khâu giá lại gọi là y phóng tạo, và chỉ một cái lỗi nồi cơm điện. Nhưng mà quý vị thấy nè, cái lỗi nồi cơm điện từ xưa tới giờ sư không bao giờ bảo thủ cho rằng là cái vật đó là vô giá, mà nếu ai đó sẵn sàng đến xin đổi cái khác thì sư vẫn cho luôn. Bởi vì sư cho chỉ cần có cái lỗi để đi khất thực, chứ không phải là cái lỗi này của tôi quen rồi cho nên tôi mến rồi tôi không cho quý vị. Không, một người tu đã là buông bỏ tứ đại và không cả cái thân mạng này ta xin còn muốn còn cho được, chết còn không sợ thì huống chi cái lỗi nồi cơm điện. Cho nên cái lỗi nồi cơm điện của sư được rất là nhiều người yêu quý và đã xin đổi sư vẫn cho luôn, chứng minh rằng là cái hạnh tu này nó quý giá ở chỗ là buông bỏ, nó quý ở chỗ là không có tham, nó quý ở chỗ là không có nhiễm. Đã là buông bỏ không tham không nhiễm mà còn không sân không si không buồn không phiền, không chê không có là chỉ trích một ai. Nhưng mà đối ngược lại thì những người tu bây giờ thì họ thâu vô, bởi vì xuất gia là xa nhất mà không xa nhất mà lại là thâu vô, nên cái này nó trái nghĩa xuất gia, thấy không? Giống như là có một vị thiền sư nói ở chùa đó, thì chán ghét cái nhà gì sống trong vật chất, không muốn ràng buộc thiết gia vào chùa, ai về trong chùa nó giàu hơn cái nhà, thấy không? Đi ngược cái pháp đó. Rồi tu mà không nói từ bi mà sân si rồi chỉ trích thì cái này nên xét lại, nên dòm lại, nên nước hay cả đời. Thầy nói là ai hãy gán xét mình, nếu còn tánh xấu thì ginh ra ngoài. Cho nên vậy mà những câu mà họ phỉ báng nè, họ chê bai hay là họ chê sư Minh Tuệ là hoàn toàn là họ vì cái tư lợi, vì ích kỷ, vì cá nhân, vì sân si, vì phân biệt, vì đó là đụng chạm, chứ không phải vì lòng từ bi. Đáng lý ra khi mà sư Minh Tuệ thì xuất hiện đó thì các sư thầy nói thẳng luôn, những người mà có học qua giáo lý của Phật pháp thì cũng không ngại ngần gì. Hôm nay có một cái vị sư đi khất thực giống như thờ Đức Phật khi xưa, và cái tâm của một vị sư này rất là tốt đó, không có sân si tật đố, nên chúng ta cần phải học theo cái hạnh này. Quý vị chỉ cần nói bao nhiêu đó thì quý vị cũng là Bồ Tát rồi, ai đó nói bao nhiêu cũng là Bồ Tát được quý vị. Nhưng mà chính vì chỗ chúng ta không nói được câu này cho nên mình còn phàm lắm nè, phải gán bắt chước làm theo Phật Thánh. Mà nếu thiệt người thì phải biết thương người. Xin thưa toàn thể cô bác anh chị em kính mến, thì qua một cái câu chuyện mà tất cả rất là nhiều người đặt lên là sư huynh Tuệ tu không có làm lít gì cho ai, đi vậy gọi là chờ hành. Mà xin thưa quý vị, thật nói đúng hơn, sư đi như vậy đó để giải cái nghiệp cho chúng sanh đó nha, giải cái hành căn hành sát mà giải cho mình chứ không phải giải cho sư. Vì sư đi là sư đã biết được mình đi làm gì nha. Người mà biết mình đang làm gì thì không có cái vụ mà ai hành ai hạ, chỉ có mình nè, mình mới là chờ hành. Chờ hành là gì? Mình còn tham, còn sân, còn si, còn ích kỷ, còn nhân ngã, còn phân biệt đó, cái đó gọi là mình tự hành hạ bản thân mình đó. Nếu thầy cái đời thì đó nè, mau trở lại đừng theo tà quỷ đó, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi nơ dòng bệnh khổ đó. Rồi sau này lớp đau chết kể thôi, vô số thiên tà ma yêu quái chặt đường, trốn hồng trần nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác.
Thì năm nay tức là nó vào cái năm Thìn, mà đã là vào nửa năm Thìn rồi quý vị, hơn nửa năm Thìn rồi. Thì quý vị thấy là thiên tai mưa bão nó xảy ra liên miên. Thì Đức Thầy Ngài cũng đã có nhắc nhở là con rồng mới nửa gút nanh mà trong mới tánh đã thắt hanh hay hùng, mà đã mẹo đã hết gồng bay dơ dẳng thì gấp hoàn cầu nghịch lẳng cùng nhau. Chiến tranh thế giới á, thì khắp nơi đó là chiến sự xảy ra. Âu Á lung tung nhợm máu đào, mở tánh xa xưa mùi phú quý sau này sẽ dưới cảnh đồ lao. Còn Việt Nam chúng ta thì bắt đầu mưa bão, miền Bắc thì là thiên tai. Nên quý vị khi đã mạnh khỏe thì chúng ta sớm giác ngộ niệm Phật. Vì Đức Thầy cho biết là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Hay là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Nghe, bây giờ quẩn đãi không lo, đến cơn bất nạn nằm co mà kêu chờ Đức Thầy nó để gặp Phật ngồi mà than khóc. Gỡ làm sao hết gói mà về mắt nhìn xem, yêu quái bốn bề mà bỏ đức nên không ai cứu. Để nước đến chân mới nhảy đùng, thì nhảy đùng ác quái độc ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Nên như vậy mà muốn niệm Phật bất cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền luôn quên mất điều tà mà đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng. Em có vậy thì sư Minh Tệ xuất hiện là lúc nào ngài cũng niệm nam mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, để nhắc chúng ta là phải cố gắng nam mô A Di Đà Phật đi đứng nằm ngồi, gán niệm chứ quên không đợi gì thời khắc. Rồi mình còn cái gì để mình hỏi tiếp tục không? Dạ, thì Quynh ơi, thì như vậy nè, thì mọi người nói vậy nè, thì Đức Phật á, thì có phải là ngài có hình tướng không? Thì mong Quynh duyên duyên nói cho mọi người nghe. Ừ, Đức Phật có hình tướng không hả? Dạ. Đức Phật là, bây giờ chúng ta sẽ nói câu này rất hay nha quý vị. Đức Phật là một con người như chúng ta, nghe, cũng là từ cha sanh mẹ đẻ, và cũng ăn cũng mặc cũng ở, vẫn ăn vẫn nói sinh hoạt tất cả như chúng ta thôi. Vì Đức Phật chính là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn Vương và bà Hoàng hậu Ma Gia nè. Lớn lên thì ngài dặn cưới vợ sanh con nha, tất cả đều sinh hoạt giống như chúng ta hết. Nhưng mà ngài có cái tâm Phật. Cái tâm Phật đó là gì? Là cái tâm giác ngộ, là cái tâm buông bỏ, là cái tâm nghĩ cho tất cả chúng sanh. Nên khi đến 19 tuổi đó, thì nếu nói về Phật giáo Đại Thừa thì nói 19, còn nếu nói bên Nam Tông thì là 25. Khi mà ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, thì ngài trở về hoàng cung, tức là xin vua cha, tức là đi tầm đạo, tức là đi cua là học đạo xuất gia đó. Nhưng mà lúc này thì vua Tịnh Phạn Vương đâu có cho. Nó con ơi, bây giờ đó là con á, là nếu đi tu rồi thì đâu có người nói nghiệp hoàng gia. Nhưng mà cái tâm á, là đại hùng, đại lực, đại từ bi, cho nên vậy mà ngài cương quyết quý vị. Nên trong sấm giảng quyển năm, Đức Thầy có giới thiệu đó, là khi mà ngài á, là dạo bốn cửa thành đó, lần đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lão tai nương gậy chóc. Tức là đi lần đầu tiên thì gặp mấy cái ông già đó, ông đang đi chống gậy, thì khi mà Thái tử dừng là hỏi nó tại sao mà ông cái lưng nó khum khum mà chống gậy. Nói thưa ngài, vì con người ai lớn lên rồi cũng phải già, già rồi bệnh là chết, ngài cũng không tránh khỏi đâu. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lão tai nương gậy chống. Lần thứ hai lòng bèn cảm động. À, rồi đó là lần thứ ba vừa đi dạo mát gặp, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Lần thứ tư chứ, nào về đâu chờ đã ứng điềm mới giả tăng sĩ gợi lòng Thế tử. Ngài hiểu gọi là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai chào mới xin dương phụ lánh xa mùi thế. Thì vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết kệ nhờ ai, phiên con nên ở chốn điện đài mà lo nói nghiệp, sao tu chẳng muộn. Nhưng mà lòng Thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm phia lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng mới thăng chẳng xá trong pha bờ bụi. Thì ngài thời ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì,
trải bao phen lao khổ, siết chi sau ngày đến gạch ni liên thiền. Thì khấy thấy cỏ hoa cảnh bắc thanh thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma dương theo phấy. Dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn. Và lần bước phô trương độ chúng, ngài bèn xét ở trong Phật chủng: các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vậy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Mấy lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng mà thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì Đức Phật là từ con người mà tu hành đạo ha, chứng được cái tâm Phật. Nhưng mà nếu như hôm nay Đức Phật đã thành tựu rồi, Đức Phật nói thế này: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà Phật ở đâu quý vị? Phật ở trong lòng của chúng ta nè. Tức là Phật trong tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm, ngoài tâm không có Phật. Nên nếu ai đó muốn thấy Phật thì phải thấy từ ở trong tâm chúng ta. Khi tâm chúng ta nghĩ thiện, tâm chúng ta thấy người ta khổ mình thương, thấy người ta đói mình giúp, ngay lúc đó tâm Phật mình nó hiển bày ra. Làm chân chánh là tiên là Phật, làm nhân ác là quỷ là ma. Còn nếu như mình cầu Phật mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, cái đó là Phật hình tướng, Phật ở trong kinh. Nên trong kinh Đức Phật nói là: nhược sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà cầu thấy Như Lai, người đó hành theo tà đạo không bao giờ thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai tức là thấy được ở trong tâm mình, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa, hãy gắn tâm. Nên khi người nào ngộ được cái tâm Phật là cái tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân đó, và tâm mình là tâm từ bi bác ái, tâm buông bỏ, tâm không có sân si nhân ngã, tâm không có hơn thua, tâm đó chính là tâm Phật. Nên chân như tự tánh là chân thật, tà kiến tam độc thật ma dương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể, tà kiến giấy độc sanh tác tệ tức ma dương tại thể chủ quyền, chánh kiến trừ tam độc thân yên thì ma biến Phật thấy liền trước mắt. Cái giả mà nó hết á thì cái thiệt nó hiển bày ra, mà hễ ác trừ xong là hiện ra thiện nghiệp. Lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy ngày sau chẳng mắt. Nên có nhiều người họ làm cái âm thinh sắc tướng bài vẽ chuyện này chuyện nọ chuyện kia đó, không trở về bên trong, vì thế mà không thấy được Phật thiệt ở trong lòng của mình. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy Cả Đời, ngài đã khẳng định địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó đó. Thì Đức Phật nói là nhất thiết do tâm tạo, mà dạng pháp do tâm sanh. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt đó. Còn sách nói sao? Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tác Phật giả do tha. Ba điểm như sao thường sáng chói, hoành câu xem tợ mặt chân tà, mang lông đội sừng điều do đó, thành Phật thánh tiên cũng nói ra. Thấy chưa quý vị? Cho nên vậy mà người tu cũng là trở về cái nội tâm. Trở về nội tâm tức là mình thấy biết hoàn toàn nha. Nói biết mình đang nói, làm biết mình đang làm, nghĩ biết mình đang nghĩ. Vậy thì ăn ngay nói chánh làm thanh, ti thăng phàm tục mà thằng thánh tiên. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị và chân thật, tướng mạo quý nhất là chánh đại và lão thành, tâm hậu quý nhất là sáng suốt và trung thật. Cho nên cái người tu cũng phải là, Đức Thầy mới dạy là dùng từ ngôn nói tặng tái lòng, hay là làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Vậy thì hôm nay chúng ta học theo Phật là ăn ngay nói chánh làm thanh, ti thăng phàm tục. Ti là mình cái thân tứ đại, nhưng mà chính là mình cũng là thằng thánh tiên. Vì trong chất ướt tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong giả thân của kiếp người ta có thân thật gán mà tìm kiếm. Bởi vì Phật thành được chúng thanh, chúng sanh thành được. Thánh với phàm chỉ một bản lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai được cũng như ai đủ hình. Và nếu mình nói thêm đó, biển trong yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, chư Phật ba đờ nương một mạch, hồi quang phản chiếu
vọng tâm thâu. Vậy thì Tây phương cõi Phật chẳng bao xa, cách nhau là bởi ái hà biển mê. Vì mình mê cho mình chưa thấy được cái giác, mà khi giác rồi là giác tu nhất khắc Phật về. Mê tu muôn thở vẫn là phàm phu, cũng đồng là một trường tu. Người thì phát huệ mà kẻ ngu suốt đời. Vậy thì giác ngộ tức là Phật, giác là sáng suốt, tức là thức tỉnh nhận biết, không chạy theo cái mê mờ, không chạy theo sân si nhân ngã phân biệt đố kỵ, thì ngay lúc đó chúng ta thấy Phật nó hiển bày liền. Rồi xin nói cho cái chỗ là Phật là ở trong tâm, Phật ở trong lòng. Mà Đức Thầy nói là Phật Tây phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí này. Coi rồi phải thân mình tự trị mà chẳng độ xong Phật khó rất nhiều. Thích Ca thì đạo vị quyền sâu, nhưng mà phải gạch tim mới xem được một bầu linh quang. Tức là gạch tim tức là trở về tâm đó quý vị. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì được đó là đứa em là Lâm An Giang, và nói chung là các em khác thì cũng đi tìm cầu học hỏi những cái Phật pháp, những cái chân lý và những cái câu chuyện liên quan đến sư Minh Tệ và liên quan đến Phật pháp tu hành, liên quan tâm linh, để trợ duyên và hầu nhắc nhớ cho toàn thể chứ quý vị. Quý vị thấy hay thì mình vô mình like, mình bình luận, mình chia sẻ, mình ủng hộ, thì đó là cái sự khích lệ của tất cả các anh em trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Phước Nghiêm xin chúc cho toàn thể cô bác anh chị em cũng như quý vị được xem qua cái câu chuyện và cái clip này đó, gia đình được ấm no hạnh phúc, sức khỏe được tràn đầy và tinh tấn tu hành, tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, tấn qua cực lạc, tấn sang niết bàn. Còn nếu sống vui, sống khỏe, sống nhàn, thác về cực lạc mới sang vàng đỡ chân. Đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Giờ lễ kính sư Minh Thầy. Cảm ơn Quân.